Khoảng 4 năm sáng nay con hay niệm lạy Phật. Con không mở đèn, người nhà con không ngủ được. Vậy con lạy Phật trong không gian tối có tạo nghiệp gì không? Ban ngày con không thể hành lễ Phật được, xin sư chỉ dạy. Thời xưa thì làm gì có đèn. Thời xưa các cái vị tỳ kheo khi mà đêm tối mà vị đó muốn đi kinh hành á, thì vị đó vẫn phải có khi là phải lần mò theo cái tường á, bức tường, rồi vị đó đi kinh hành thôi, hoặc là dựa vào cái ánh trăng rồi vị đó đi. Chứ cũng hồi xưa cũng đâu có cái chuyện là vị tỳ kheo cầm cái bó đuốc rồi đi kinh hành tới lui đâu, không có. Cho nên là cái chuyện mình thực hành pháp á, mà mình không mở đèn thì nó cũng không sao hết. Chẳng qua là không mở đèn á thì mình dễ ngủ gật thôi. Nhưng mà sư nhắc quý vị như vậy, quý vị niệm Phật, lạy Phật, nhưng mà quý vị không nói là quý vị lạy cái gì và niệm cái gì. Cho nên sư cũng không chắc là cái chuyện thực hành của quý vị là đúng hay là sai. Nếu như mà quý vị thực hành sai á, thì có nỗ lực cách mấy đi nữa nó cũng không đem lại sự lợi ích. Còn nếu như quý vị muốn biết cái chuyện mà niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì có thể tìm ở trên YouTube ha, cái bài giảng của sư đã có giảng rồi, là bài niệm Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như vậy á, quý vị sẽ hiểu niệm Phật là cái gì.